Nếu bạn thuộc những con giáp này thì từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch chính là thời điểm thần may mắn đến với bạn. Theo quan điểm của tử vi, đây chính là thời điểm đem lại cho các bạn nhiều may mắn và thành công, tài lộc. Các bạn gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và tuần này cũng thích hợp để bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này, từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch sẽ mở ra cho bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu và tăng thu nhập cho dịp cuối năm. Các con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Và đó là các con giáp sau. 1. Tuổi Ngọ. Sang tuần mới, từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023, tâm tính của người tuổi Ngọ tốt lên rất nhiều, cũng nhờ giải thần các tinh xoa dịu và hòa giải các mối quan hệ rối ren. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm và muốn trải lòng nhiều hơn với những người xung quanh, không khư khư che giấu những điều không vui, không thoải mái nữa. Trong công việc, con giáp đã tìm thấy chỗ đứng của riêng mình với không gian riêng để thể hiện khả năng. Tuy chưa phải là môi trường thực sự lý tưởng, nhưng bạn cũng tương đối hài lòng, tự mình tích cực hơn để thích nghi với hoàn cảnh, vươn lên trong khó khăn. Ấn tinh dõi theo và hỗ trợ rất nhiều. Xuất hiện một vài trục trặc trong vấn đề xã giao khiến áp lực tinh thần tăng cao, cạnh tranh là điều không thể thoát khỏi và tuổi Ngọ cũng không muốn dùng biện pháp mạnh, muốn giải quyết ôn hòa để đôi bên đều không thua thiệt. Nhưng đối phương lại làm phương hại đến lợi ích kinh tế của bạn nên không thể nương tay được. Sức khỏe ổn hơn nhưng vẫn cần theo dõi và không được thức quá khuya, làm việc quá nhiều để tránh kiệt sức. Kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, vận động thư giãn để nâng cao thể chất và tinh thần, giúp bạn thấy sảng khoái và dễ chịu hơn là lúc nào cũng cắm cúi lo lắng cho sự việc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thân. Tuần mới của người tuổi Thân khá sáng sủa với nhiều niềm vui, có ấn tinh tọa mệnh thúc đẩy công việc và sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết cùng năng lực sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén, giúp con giáp này chiếm được thành tích đáng kể, không bị lo lép vế so với người khác trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đầu năm mới. Tài chính không tới mức thừa thãi nhưng đủ để bạn thoải mái chi dùng, tận hưởng những thú vui cá nhân, chính tài bình ổn, thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài, bất ngờ để tạo sự hứng khởi, theo đuổi một công việc phụ hoặc tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này. Tình cảm lứa đôi dạt dào thăng hoa, đây là cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện kiếm xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Trách nhiệm, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau đưa lối tới hôn nhân, tự nhiên thoải mái chứ không hề gượng ép. Bạn thực sự biết mình cần gì, muốn gì và hạnh phúc với điều đó. Hãy tổ chức một vài bữa tiệc, chuyến đi dã ngoại, du lịch ngắn ngày trong tuần này để cùng người thân, người yêu, bạn bè vui vẻ bên nhau, giảm bớt áp lực cơm áo, gạo tiền. Cơ hội có thể cùng nhau vui chơi và thân thiết không nhiều nên đừng ngần ngại, cắt bớt một số công việc đi nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dậu. Thái âm giúp đỡ rất nhiều cho vận trình tuần mới của người tuổi Dậu, xoa dịu các mối quan hệ xã giao và giúp bạn kết nối với người xung quanh một cách tốt nhất. Chính nhờ thân thiết nên khi có khó khăn gì cũng được nâng đỡ, làm gì cũng được chỉ dẫn tận tình, không lo ngại bơ vơ, cô đơn, chống đỡ một mình. Người làm chủ kinh doanh buôn bán gặp trở ngại về tài chính do nguồn vốn chưa thể thu hồi, nhưng tình trạng này không kéo dài lâu vì đã có thiên tài chủ mệnh được bạn bè hỗ trợ và nhanh chóng lấy lại phong độ. Đúng là con giáp này ra đường gặp quý nhân, luôn có người đứng sau làm hậu thuẫn. Tình cảm gắn bó khăng khít, sợi dây kết nối hai người lại với nhau không phải là trách nhiệm, con cái hay đánh giá của người khác mà chính là sự ăn ý, tương thông từ tâm hồn. Bất kể niềm vui nỗi buồn nào cũng đều chia sẻ với nhau, cùng động viên nhau vượt qua và tiến về phía trước, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sức khỏe có phần đi xuống, dễ gặp các triệu chứng như là đau nhức xương khớp, tê chân, chuột rút bất ngờ. Do bạn thiếu vận động cộng thêm thời tiết lạnh lẽo nên như vậy đó, ngoài việc giữ ấm cơ thể thì nên rèn luyện thường xuyên để tăng cường thể trạng, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Sửu. Xem tuần mới, vận trình công việc của tuổi Sửu không thuận lợi. Kế hoạch hay ý tưởng mới triển khai đều không nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đồng nghiệp. Đây là thời gian bạn gặp đủ thử thách do hoạt động của thất sát khá mạnh nên cần hết sức bình tĩnh, tránh nóng giận mất khôn. Trong tuần, người kinh doanh buôn bán có thu hoạch bất ngờ nhưng họa phúc song hành. Thiên tài ẩn chứa nhiều nguy cơ dính tới pháp luật, rắc rối công quyền nên đừng thấy lợi mà quên nghĩa. Đừng vì lòng tham mà sa đà vào con đường không chính đáng. Bạn đã phải trả giá đắt vì hành động của mình. Vận trình tình cảm, hôn nhân đỡ hơn một chút vì hai người đã dần hiểu nhau hơn, ít va chạm xích mích hơn trước, nhưng để thân thiết ngọt ngào thì vẫn còn khoảng cách xa. Một khi đã có tổn thương thì việc hàn gắn lại sẽ mất nhiều thời gian cũng như nỗ lực không thể vội vàng được. Sức khỏe của con giáp chuyển biến xấu, bạn quá căng thẳng trong tuần thổ khí vượng nên ngũ hành đều bị tổn thương. Tình hình thường xuyên gặp phải đau dạ dày, mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, kiệt quệ sức lực, lại phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn nên thời gian này sẽ là lúc rất tệ đối với người tuổi Sửu. Để được may mắn hơn trong khoảng thời gian này, gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mão. Vận trình tuần mới của 12 con giáp thông báo người tuổi Mão phải đề phòng thị phi trong thời gian này. Thực thần khéo léo, giao tiếp tốt nhưng giả tạo khiến bạn chịu nhiều điều tiếng không hay. Người qua người lại, mỗi người một ý kiến cho sự việc bị đẩy đi quá xa và tam sao thất bản. Cả đường chính tài và thiên tài trong tuần mới của người tuổi Mão đều giữ ở mức ổn định. Lúc đầu tuy gặp khó khăn nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người nên mọi thứ vẫn tiến hành thuận lợi, không phải lo nghĩ quá nhiều. Dẫu không dư giả nhưng cũng không lo thiếu thốn. Tuần này là thời điểm lý tưởng để người độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhân lúc được đào hoa cát tinh nâng đỡ, bạn hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ và tìm cho mình đối tượng phù hợp. Đừng quá tính toán thiệt hơn, trước tiên phải đến với nhau bằng tình cảm chân thật, tìm hiểu từ từ sẽ thành công. Sức khỏe luôn là điểm khiến con giáp này lo lắng, bạn sụt sùi suốt cả mùa đông do nhiễm lạnh và tình hình tiếp xúc chuyển biến xấu hơn. Nên tăng cường vận động để nâng cao thể trạng, cải thiện sức đề kháng. Khỏe từ bên trong thì các triệu chứng dần giảm bớt và không dễ bị tấn công từ bên ngoài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. So với tuần trước, vận thế tuần này của người tuổi Hợi giảm đi đôi chút, có rất nhiều việc đáng để lo lắng. Thiên ân, quý nhân, dẫu hóa giải về tinh thần nhưng không giúp được về vật chất khi mà sự nghiệp xuống dốc, công việc bận rộn, còn tài chính thua kém, có nhiều khó khăn. Đôi lứa đối mặt với nhiều vấn đề gia đình phức tạp, có sức ép từ bên ngoài khiến cả hai căng thẳng, nhiều lần tranh cãi, đầu tuần chiến tranh khá lớn, tới giữa tuần bắt đầu hòa dịu hơn. Mọi chuyện lắng lại khi hai người bình tĩnh, trò chuyện và tìm hướng giải quyết hợp lý nhất. Trong công việc, bạn dễ bị cấp trên hoặc lãnh đạo hiểu nhầm, từ đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn, thương quan gây thị phi không ngừng, quấy nhiễu, làm khó con giáp này. Bạn vừa phải làm việc chuyên môn, vừa phải gánh vác những chuyện bên lề, thật sự là quá mệt mỏi. Tài chính không như ý, càng làm càng thiệt hại, đôi khi cảm thấy không chống đỡ được nữa. Nhưng đừng vì từ bỏ, người tuổi Hợi qua cơn sóng gió sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho tương lai. Sự trưởng thành trong khó khăn càng giúp bạn tự tin mạnh mẽ và vững vàng hơn. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn nhất tuần từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận để mọi hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!